Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Anna TV. Đây mình đang cầm một em gâu trắng power đây nè các bạn. Đó, châu Âu lỗi gâu trắng nha các bạn. Rất là kinh khủng luôn các bạn ơi. Một ngày mà mình lên mấy con gâu trắng luôn nha. Mới có 2-3 ngày mà mình lên 6-7 con gâu trắng luôn. Rất là kinh khủng luôn. Đây là một con gâu trắng vương miện nè các bạn. Các bạn nhìn thấy sau lưng mình không? Đây, một hàng gâu trắng luôn. Để mình chạy lại cho các bạn xem luôn nha. Rồi, ngày mới quên, ngày mới chúc các bạn ngày mới tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng luôn nha các bạn. Đây quá trời là gâu trắng luôn nè các bạn ơi. Đó các bạn thấy ghê không? Lần trước là mình mới có 8 con gâu trắng thôi nha, nhưng mà bây giờ là mình có 15 con gâu trắng nha các bạn. Đấy, nhiều bạn hỏi mình rằng là heo hồng với gâu trắng là cái con nào dễ câu hơn, thì mình nói thẳng luôn là heo hồng dễ câu hơn gâu trắng nha các bạn. Tại vì heo hồng là trong môn chỉ có một mình bóng 5 heo hồng thôi, nhưng mà các bạn câu ngoài hải đăng là có bóng 5 của nhám búa nữa. Với lại là con gâu trắng nó kích thước tới 2000 mấy lần, nên là nó rất là dễ bị đứt dây, nên khó câu gâu trắng hơn so với lại heo hồng nha các bạn. Nên các bạn thấy rằng là những cái ngôi nhà mà mình review đấy hầu như là ai cũng có rất là nhiều heo hồng, nhưng mà gâu trắng là rất là bị giới hạn nha các bạn. Tại vì gâu trắng là các bạn rất là khó câu, không thể nào mà câu nhiều như heo hồng được. Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình test thử cho bạn xem luôn nha. Đầu tiên là bóng của một con hải cẩu nha các bạn. Thì lần trước mình câu ở đây rất là nhiều gâu trắng, mấy cái video lần trước mình câu ngoài cái khu bãi đá này nè là đăng cho bạn xem đấy, rất là nhiều gâu trắng. Đây một cái bóng hải cẩu, bên kia là một bóng một con gâu trắng rồi luôn. Mình cẩu ngừ bên kia gâu trắng luôn là trời. Bất công, vô cùng bất công luôn các bạn ơi, quá trời là bất công luôn. Thằng lên gâu trắng, thằng lên cẩu ngừ, dặn đổi góc câu, không câu ở đây nữa các bạn, đổi vị trí qua đây luôn nha. Nhiều bạn hay hỏi mình là có cách nào mà câu không bị hụt hay không đó các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà không bị hụt luôn nha. Trước kia mình cũng làm nhiều cái video chia sẻ cho các bạn rồi, nhưng mà chắc có lẽ là các bạn không có coi. Thì các bạn chỉ cần kê như thế này, các bạn nhìn thẳng vào con cá đó, con cá chui xuống là các bạn nhấp thôi. Còn thứ hai là các bạn nhìn vào dấu chấm hai nha các bạn. Đây là một con cẩu, rồi cẩu ngừ tiếp tục luôn các bạn ơi. Đấy, các bạn cứ việc nhìn như thế nha. Rồi hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nhìn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy nhiều khi mà mình câu mình cứ nhìn thẳng vào con cá, mình thấy con cá rất là to, đó ghê không? Rất là to luôn nha, một cái bóng rất là to luôn nha các bạn. Đây là bóng của một con gì đây? Gâu trắng nè. Gâu trắng lên nào, gâu trắng đâu? Gâu trắng lên. Đó, ghê chưa? Một con gâu trắng luôn nha các bạn. Đấy, rất là kinh khủng luôn đúng không? Đó, câu trắng rất là nhiều các bạn ơi. Châu Âu này câu gâu trắng phê luôn đó các bạn. Câu mà ngon quá trời ngon luôn, về nấu canh chua ăn luôn các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cách câu của mình chưa? Chỉ cần các bạn kê sát vào cái con cá. Cái cách này thì nó hơi tâm lý nha các bạn. Nếu mà các bạn tâm lý yếu quá là các bạn sẽ bị gung và các bạn sẽ bị hụt đấy. Là nhiều khi nếu mà các bạn tâm lý yếu quá thì bạn phải nhìn vào dấu chấm than. Nhìn vào dấu chấm than thì các bạn đỡ bị tâm lý hơn đó. Con cá chỉ cần chúi xuống là mình nhấp thôi. Nên là các bạn thấy mình câu rất là ít khi bị hụt. Tại vì mình quen rồi các bạn. Mình quen, cái tâm lý của mình cũng quen rồi. Mình nhìn con cá quen rồi, chỉ cần nó chúi xuống là mình nhấp thôi. Còn nếu mà các bạn sợ, các bạn bị tâm lý thì bạn nhìn vào dấu chấm than. Nếu mà các bạn nhìn quen rồi thì các bạn cũng khó bị hụt lắm. Nhưng mà nhiều khi game nó bị lắc đó các bạn, dấu chấm than nó hiện chậm hơn so với con cá nó cắn là các bạn bị hụt. Đây, một cái bóng năm nữa nè, một cái bóng năm của bạn nào đây? Một cái bóng năm rồi, lên luôn một con gâu trắng đó các bạn thấy không? Gâu trắng không luôn các bạn ơi. Cái chỗ này là cái video lần trước là mình lên cái con gâu trắng đó các bạn. Đấy, cái chỗ đó là lên hai con gâu trắng luôn nha. Mình với một bạn kia là lên luôn đó các bạn. Đấy là ở cái video lần trước, các bạn nào có xem thì sẽ biết nha. Ok, bây giờ đổi qua cái hòn đá bên đây nha các bạn. Cái hòn đá bên đây là lên rất là nhiều gâu trắng luôn, mình đảm bảo với các bạn luôn. Các bạn quay về phía bên trong này nè, mình dắt tem mình đi câu hầu như là lên vài chục cái con gâu trắng luôn đó các bạn. Chỉ cần cái bóng năm mà xuất hiện ở khu vực bên đây là lên hầu như là lên gâu trắng không nha. Nếu mà ví dụ như 10 cái bóng năm là chắc chắn là lên 9 cái con gâu trắng, một con nhám búa thôi. Đây, một cái bóng năm nè, đó các bạn thấy không, rất là to luôn nha. Đấy, đó, mình quay gần như thế này cũng hơi tâm lý đó nha. Chúi xuống là mình nhấp liền, cái ngón tay mình nó quen đó các bạn. Cái ngón tay mình nó quen, chỉ cần con cá chúi xuống đó lên gâu trắng nữa, ghê chưa. Một em gâu trắng nữa nha các bạn. Cái con gâu trắng này là cái con gâu trắng thứ 5 mà mình câu được rồi đó nha. Tại vì cái khúc trước là mình không có quay lại video và chia sẻ cho các bạn nha các bạn. Nhưng mà cái con này là cái con thứ 5 rồi đấy. Mà kìa, có một bạn lên bóng 5 nữa kìa các bạn ơi. Đó, bạn nào đây? Bạn nam 3 chít lên bóng 5 nha. Đó, các bạn đứng kế bên mình đấy. Bạn vừa nói bóng 5 đó các bạn. Đó, rồi bạn kéo thành công rồi kìa. Bạn nhấp thành công rồi. Lên nào, lên rồi. Được câu trắng luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là nhiều bóng 5 ở khu vực này luôn nha các bạn. Hồi nãy giờ là hai bóng rồi nha. Mình lên một bóng, bạn lên một bóng nha các bạn. Đấy, rất là kinh khủng luôn. Cái khu này là cái khu gâu trắng không đó các bạn. Hầu như là quá trời là gâu trắng luôn. Đấy, vừa lên luôn các bạn ơi. Nữa kìa. Đó, ghê chưa? Rất là to luôn nha. Mình quay như thế này nhìn rất là hấp dẫn không các bạn. Quá trời là to luôn nè. Coi con cá chuối xuống là bạn nhấp nha. Con cá chuối xuống là nhấp nha. Hồi nãy vừa lên một con gâu trắng đó các bạn. Con gâu trắng hồi nãy là lên phút 13 nha các bạn. Còn cái bóng 5 này là lên phút 16. Không biết lên được gâu trắng nữa không đây nè. Đấy, là 3 phút lên hai bóng 5 luôn nè. Lên nào, lên gâu trắng nữa nè. Lên gâu trắng luôn nè. Đó, ghê chưa? What? Một con gâu trắng nữa nè các bạn.
Đấy, một con gâu trắng nữa nha. Con này là con thứ 6 rồi nha các bạn. 6 con rồi nha, 6 con gâu trắng rồi nha. Đó các bạn thấy ghê không? Câu gâu trắng mà như là câu cá quân vậy đó các bạn, giống như là câu cá bò cạp luôn nha. Quá trời là gâu trắng luôn các bạn ơi. Không biết còn lỗi nữa không nha, còn lỗi nữa là đi săn tiếp luôn nha các bạn. Cái này là ở châu Âu nha, những cái con gâu trắng này là mình lên ở châu Âu nha các bạn. Ok, bây giờ là mình đổi tiếp qua cái góc bên đây nha. Cái góc bên đây thì rất là nhiều bóng bốn luôn nha các bạn. Cái góc này là mình đứng câu rất là nhiều bóng bốn luôn. Nên là mình thử mình đứng đây câu thử coi có bóng 5, nếu mà có bóng 4 thì mình thử mình săn hải cẩu luôn nha các bạn. Ok, thì nó lỗi gâu trắng thôi. Tại vì hải cẩu cũng khó lên lắm nên là mình không có hy vọng lên hải cẩu. Chủ yếu là mình đứng đây mình vừa săn gâu trắng vừa săn hải cẩu luôn nha các bạn. Đây là cái bóng 4 nè, các bạn muốn câu mà tránh đi hụt thì các bạn cứ việc nhìn như thế này. Đấy. Đó, rồi nhấp thành công nha. Đó, con cá chuối xuống rồi các bạn cứ việc nhấp. Rồi lên gì đây, rồi cá mập luôn. Đấy, tiếp tục luôn nha các bạn. Đây, một cái bóng 4 nữa nè. Đấy, 1 phút 1 bóng 4 luôn. Cái góc này rất là nhiều bóng 4 luôn. Với lại là cái góc nhìn cũng rất là dễ. Các bạn nhìn vô hòn đá, cái bóng rất là nét đó. Chuối xuống là nhấp, chuối xuống là nhấp nha các bạn. Tại bây giờ nó rồi con cá ngừ luôn. Tại bây giờ cái bóng á nó hơi mờ. Nếu mà nhìn ngoài sáng đó các bạn, mình không có thấy đường. Nên là mình hay nhìn kê vô cái hòn đá nè, cái bóng của hòn đá đó làm nó nổi cái bóng của con cá lên là mình nhìn rất là nét, rất là rõ. Nên là con cá chuối xuống mình nhìn nó rõ hơn nha các bạn. Còn bây giờ mà nhìn mà ngoài cái chỗ sáng đó các bạn, cái bóng nó rất là mờ, mình rất là khó thấy. Nếu mà câu ngoài sáng á, không có nhìn vô bóng của cái hòn đá mà để thấy bóng con cá thì các bạn phải nhìn dấu chấm than. Nếu mà các bạn quen nhìn dấu chấm than rồi thì các bạn không có sợ hụt. Còn mình á là mình hay đi câu đông lắm, mình ngại nhìn dấu chấm than lắm các bạn. Rồi mình nhấp thành công luôn nè, lên nào lên nào, lên cẩu nè, lên cẩu nè, rồi luôn thái dương nữa. U là trời, cẩu khó câu lắm các bạn, thật sự câu quá trời là bóng 4 luôn nữa nè, thấy không các bạn, thấy không, mình đứng đây mình câu hồi nãy giờ là mới có một buổi thôi mà nó đã lên là 4 cái bóng 4 rồi đấy. Cứ 1 phút đến 2 phút là một cái bóng 4. Bóng 4 ở đây rất là nhiều luôn nha các bạn. Nhưng mà không biết lên cẩu nổi không nè. Đây, lên nè, cẩu nè, cẩu nè. Rồi, cẩu không quay nữa. U là trời, lên 4 con khác nhau luôn mà không có con cẩu nằm trong đây các bạn ơi. Chán ghê luôn nha. Các bạn xem video thấy hay thì cho mình xin một like với một lượt đăng ký luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây nè, bạn Bino lên gì đây. Rồi luôn, gâu trắng vương miệng luôn. Con U là trời, cái ông Bino này lần trước là đứt con gâu trắng vương miệng ngay cái vị trí này nè các bạn nhớ không? Là cái video lần trước đó mình cũng lên một con gâu trắng vương miệng ngay cái vị trí đó, rồi Bino lại đó câu cũng đứt một con gâu trắng vương miệng, xong bây giờ lên được rồi nè các bạn. Đó, thành công lên một con gâu trắng vương miệng tại cái vị trí đó luôn rồi nha. Đó, cái góc đó là mình lên gâu trắng vương miệng, bây giờ là tới Bino lên gâu trắng vương miệng luôn nha các bạn. Rồi hỏi thử các bạn có bán cái con cá này không nha. Thường mấy người mà lên mấy con xịn xịn đó các bạn đi ra ông bán cá các bạn bán đi nha. Tại mình không thích ai lên mấy con cá đó đâu. Rồi nè, một cái bốn nè, lên nè, lên nè, lên nè, cẩu nè, rồi luôn nạn hải luôn, chán luôn các bạn. Đùa thôi nha các bạn, chứ thật sự mấy bạn lên mấy con cá xịn đó thì mình chúc mừng các bạn nha. Chứ mà đừng có đem ra ngoài mà bán nha các bạn. Nhiều khi mình hay giỡn đó, mình giỡn mấy bạn thôi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo câu cá xịn nè. Các bạn kiếm cho mình một chiếc cần câu có độ bền là 1 nha các bạn. Thì ở đây mình dùng chiếc cần câu phép thuật là độ bền còn 1. Độ bền còn 1 là mình mấy lần nữa hầu như là mình lên những cái con cá xịn mà không hề bị đứt dây nha các bạn. Mình lên được con nhám voi vương miệng là độ bền cũng còn 1. Mình lên được tán cũng là độ bền còn 1. Thì hôm nay mình sẽ dùng cần câu độ bền 1 còn 1 nha các bạn. 1 trên 100 đấy là cái cần phép thôi nha. Còn mình không biết cái cần khác có được hay không nha các bạn. Các bạn có thể test thử nha. Tại vì trước giờ là mình chỉ dùng cần phép thôi nên mình không biết mấy cái cần kia có được hay không. Nhưng mà nếu cần phép còn một độ bền là hầu như là lên được tất cả những cái con cá khủng luôn đó các bạn, là không bao giờ mình thấy bị đứt dây luôn nha. Nếu mà lên bóng 4 hầu như là bóng 4 vương miệng, còn nếu mà lên được những cái bóng 5 á là lên tán, lên nhám voi rồi lên voi râu trắng là hầu như là mình dùng độ bền 1 đó các bạn. Nhưng mà cần phép này nè các bạn, cần phép này cái đây một cái bóng 5 nè, đó các bạn thấy ghê chưa, một độ bền nha, một độ bền nha các bạn, rất là ghê gớm luôn. Đấy, là hầu như là mình dùng một độ bền để mình đi câu mấy con này không à. Nhưng mà cần phép đó các bạn, nó tới 100 lượt câu lận rồi. Nhấp thành công nè, nhấp thành công nè, nhấp thành công lên nè, lên nè, đỏ râu trắng nữa đó, các bạn thấy ghê chưa, rất là ghê gớm luôn nha các bạn. Một em gâu trắng nữa nha, đó hỏng cần câu rồi đó. Bây giờ sửa nè, hãy sửa nè. Thì cái chiếc cần câu này nè các bạn, nó tới 100 lượt câu lận, nên là mình câu để mà câu hết 99 lượt câu để chừa lại một cái độ bền á,
thì nó rất là lâu, rất là khó khăn. Nên là nhiều khi á, mình không có muốn chia sẻ cho các bạn cái này. Tại vì lâu lâu á, cần câu của mình nó còn một độ bền thì mình còn test và chia sẻ cho các bạn được. Chứ mà bây giờ mà kêu mình đi câu hết 99 lượt câu xong còn một độ bền mà đi săn cá xong rồi chia sẻ cho các bạn, nó rất là mất thời gian luôn. Nên là sẵn tiện hôm nay nó còn một độ bền rồi mình chia sẻ cho các bạn luôn nhé. Ok, video mình đến đây thôi nha các bạn. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cho mình với nhé.